Đây là một con hồ ly, nó có lông màu đỏ. Sau khi nỏ nhảy lên không trung, lập tức biến thành một cô gái xinh đẹp. Một thân áo đỏ bày ra tư thái lẳng lơ. Người đàn ông trước mặt này là hoàng thượng đương thời. Ông ta bị con hồ ly này mê hoặc thần hồn điên đảo. Mà hồ ly nhìn ông ta một cái xong bèn rời khỏi nơi đó. Nhưng vào 10 năm trước đó, con hồ ly này vẫn là một con người. Vào 10 năm trước, cô ta vẫn đang ở trong bụng mẹ. Mẹ của cô ta đã qua đời bởi vì khó sinh. Nhưng dưới sự bảo vệ của Ngũ Thái Thạch, cô ta cuối cùng đã được sinh ra. Ngũ Thái Thạch là một vị thần đá trong bộ lạc của bọn họ, có thể cứu được bất cứ sinh mạng nào. Cô vừa được sinh ra khóe mắt đã khác với người thường, tự mang theo một chiếc bất kỳ quái tỏa ra những tia sáng màu đỏ. Không chỉ như thế, đi kèm với sự ra đời của cô, ông trời còn nổi lên hiện tượng lạ. Dòng tộc trong bộ lạc chưa từng nhìn thấy loại tình huống này, toàn bộ đều bị dọa cho sợ hãi. Bọn họ đồng loạt cho rằng cô gái sẽ mang lại bất hạnh cho bộ lạc. Vì thế từ lúc được sinh ra cô luôn bị người trong họ ghét bỏ. Chỉ cần cô xuất hiện thì sẽ bị người khác chỉ trỏ trỏ. Người nhà đặt tên cho cô là Tiểu Tô. Ngày hôm đó, lúc Tiểu Tô đang chơi đùa ở bên ngoài, một mỹ nam tử từ trên trời rơi xuống, người đàn ông đã bị thương, chỉ còn thoi thóp thở. Tiểu Tô cũng không biết người đàn ông này bị gì, vì thế bèn lén lút đưa anh ta về trong dòng họ. Ở trong nhà, cô dùng Ngũ Thái Thạch của bộ lạc cứu sống anh ta. Vì không để người trong dòng họ phát hiện có đàn ông từ bên ngoài xông vào bộ lạc, Tiểu Tô đưa anh ta đến một nhà tranh hoang vu trốn tránh. Thực ra người đàn ông này tên là Tử Tân, là thái tử đương triều. Lúc săn bắn ở bãi săn cùng với nhị hoàng tử bất ngờ gặp phải thích khách áo đen, sau một đường chạy trốn, vẫn là bị thích khách áo đen dùng vũ khí đánh trọng thương, bị dồn đến đường cùng, Tử Tân chỉ đành nhảy xuống vực. Đợi Tử Tân tỉnh dậy mới phát hiện bản thân rơi vào đảo vong ưu trong truyền thuyết, vì để tránh khỏi hiểu lầm không cần thiết, Tử Tân không hề nói ra thân phận thật của mình. Chỉ nhờ Tiểu Tô đưa anh ra khỏi đảo, Tiểu Tô lương thiện liền đồng ý, cứ thế, Tiểu Tô đưa Tử Tân bước lên hành trình trở về. Bọn họ đi qua khu rừng răng đầy cây nấm cực lớn, lại cùng nhau thưởng thức tinh linh hồ điệp ở trong hang động, chơi đùa ở trong dòng sông. Trong quãng thời gian tiếp xúc này, hai người cũng đã thích đối phương. Trong hang động như tiên cảnh, hai người đã khám phá tự nhiên, nhưng cô không biết rằng chính vào lúc cô đang dung túng bản thân, bộ lạc vong ưu đảo lại gặp phải sự tập kích của người ngoài. Chính vào lúc người trong dòng họ đang cùng nhau vây lại hát hò nhảy múa, hắc báo tinh mang theo người phá hủy kết giới của Ngũ Thái Thạch, mọi người còn đang chìm đắm trong bầu không khí vui vẻ, không mảy may ý thức được nguy hiểm đang dần dần cận kề. Thôn dân trong bộ lạc lần lượt trúng tên ngã xuống đất, mọi người hoảng sợ điên cuồng chạy trốn, nhưng vẫn không trốn được những mũi tên của xạ thủ. Người trong bộ lạc chết và bị thương vô số, hắc báo tinh cứ thế lấy đi ngũ thái sắc của bộ tộc. Thì ra tên ngũ báo tinh này là thuộc hạ của nhị hoàng tử. Sau khi trở về, hắn ta dùng ngũ thái sắc luyện thành một thanh thần kiếm, đồng thời hiến tặng thanh thần kiếm cho nhị hoàng tử. Uy lực của thanh thần kiếm này cực lớn, chém tường nhẹ nhàng chứ chém bùn. Nhị hoàng tử lấy được thần kiếm thì càng vui mừng. Ngày hôm sau, Tiểu Tô phát hiện cái bớt nơi khóe mắt mình không còn nữa, người cũng trở nên xinh đẹp hơn. Tử Tân cũng vui mừng thay cho cô, càng không nỡ rời xa cô. Vì thế lúc anh rời đi đã hứa hẹn với Tiểu Tô, đồng ý không lâu nữa sẽ quay lại cưới cô. Sau khi tạm biệt, Tiểu Tô quay về đến bộ lạc mới phát hiện người trong bộ lạc đã chết hết toàn bộ chỉ trong một đêm. Tiểu Tô nháy mắt mất đi người thân và chỗ dựa. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiểu Tô quyết định rời khỏi đảo vong ưu đi tìm Tử Tân. Vì thế cô mang theo tín vật của Tử Tân bước vào con đường tìm kiếm anh. Ai ngờ sau khi trở về, Tử Tân lại nhận được lời trăng trối trước lúc lâm chung của phụ thân. Không những đã sắp xếp sẵn hôn nhân đại sự cho anh, còn truyền lại vương vị cho anh. Tử Tân chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý, nhưng anh trước sau vẫn không quên được Tiểu Tô. Anh lặng lẽ kể lại mọi việc cho nhị hoàng tử, hy vọng nhị hoàng tử có thể giúp anh tìm được Tiểu Tô. Con người nhị hoàng tử vẫn luôn nhòm ngó hoàng vị của anh. Sau khi biết được anh rất xem trọng Tiểu Tô, liền bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Quả đúng là khiến anh ta tìm được Tiểu Tô. Có điều anh ta cũng không phải vì lòng tốt gì, mà là dự tính lợi dụng Tiểu Tô ám sát Tử Tân. Vì thế trước mặt Tiểu Tô, anh ta cố ý đổ hết chuyện diệt môn lên người Tử Tân. Tử Tân không những là kẻ thù của cô, còn sắp lấy người khác. Tiểu Tô biết được liền tâm ý nguội lạnh, cô bắt đầu khổ luyện võ công và khiêu vũ. Bây giờ trong đầu Tiểu Tô chỉ có báo thù, cô nghe theo hết mọi sắp xếp của nhị hoàng tử. Dựa vào thân phận vũ cơ tiếp cận Tử Tân hỏi thăm chân tướng. Rất nhanh đã đến ngày Tử Tân đăng cơ, sau một hồi trang điểm, Tiểu Tô đã trở thành vũ cơ xinh đẹp nhất. Vóc dáng uyển chuyển vô cùng mê hoặc lòng người, nháy mắt đã kinh diễm tất cả mọi người trong đại điện. Tử Tân nhìn thấy cô cũng rất ngây ngẩn, còn chưa phản ứng kịp, Tiểu Tô đã trực tiếp cầm dao găm đâm về phía Tử Tô. Hỏi thăm chân tướng toàn tộc người bị giết hại, Tử Tân nắm chặt dao găm giải thích tất cả đều là hiểu nhầm. Cuối cùng dẫn Tiểu Tô rời khỏi đại điện, thị vệ ở phía sau cũng một mạch đuổi theo. Dưới mệnh lệnh của nhị hoàng tử, một người thị vệ dùng vũ khí phóng về phía Tiểu Tô. Tử Tân nhận ra thứ vũ khí này giống hệt với vũ khí của thích khách áo đen. Lúc này anh mới hiểu thì ra hành thích ở bãi sẵn là do nhị hoàng tử dàn xếp, hắn ta không những diệt hết toàn bộ người trong đảo vong ưu, còn vu oán giá họa cho mình. Nhị hoàng tử cũng không rể rà, lập tức thừa nhận tất cả là do hắn ta làm. Tử Tân đề xuất muốn đơn độc quyết đấu với hắn ta, nhị hoàng tử xách thần kiếm, hiển nhiên là vô cùng tự tin cũng đồng ý tức khắc. Nhưng Tử Tân không hề biết uy lực của thần kiếm.
Kết quả, đến một chiêu cũng không chống đỡ được, kiếm của Tử Tân bị thần kiếm chém đứt, nhìn thấy Tử Tân căn bản không phải là đối thủ của hắn ta, Tiểu Tô không nhìn nổi nữa cũng gia nhập quyết đấu. Có điều hai người vẫn không phải là đối thủ của nhị hoàng tử. Chính vào lúc Tiểu Tô sắp bị nhị hoàng tử bóp chết, một con hồ yêu đột nhiên xuất hiện cứu Tiểu Tô, đồng thời triển khai đối kháng với thần kiếm. Thì ra con hồ yêu này là do cô cứu được từ nhiều năm về trước, lần này trở về là để tìm Tiểu Tô báo ơn. Vừa nhìn thấy Tiểu Tô gặp nguy hiểm lập tức hiện thân, có điều thần kiếm suy cho cùng là được ngũ thái thạch luyện thành, cho dù là hồ yêu ngàn năm ra tay cũng bị thần kiếm đánh cho trọng thương. Lúc này, Tử Tân chuẩn bị tập kích nhị hoàng tử nhưng lại bị nhị hoàng tử phát hiện, nhìn thấy nhị hoàng tử chuẩn bị giết Tử Tân, thời khắc nguy cấp, Tiểu Tô đứng ra chặn một kiếm thay Tử Tân, thần kiếm sau khi đâm vào cơ thể Tiểu Tô, một giây sau lập tức nổ vỡ vụn, khiến cho nhị hoàng tử ngây ngốc, cuối cùng nhị hoàng tử cũng nhận được quả báo thích đáng, bị miếng đá vỡ vụn hết hồn phách. Lúc này Tiểu Tô đã thoi thóp thở, hồ yêu vì cứu tính mạng của Tiểu Tô, đưa cô đến chỗ nữ oa xa xôi ngàn dặm, dùng sự chân thành cảm động nữ oa, đồng thời dùng tính mạng của mình đổi lấy tính mạng của Tiểu Tô. Từ nay về sau, Tiểu Tô và hồ yêu đã hòa nhập thành một thể, vì thế Tiểu Tô cũng biến thành một con hồ yêu. Mà Tử Tân từ sau cuộc đại chiến đó, đã không màng đến triều chính. Mỗi ngày đều suy sụp tinh thần, tìm khắp thế gian những cô gái có tướng mạo tương tự Tiểu Tô. Sau khi hồ yêu Tiểu Tô biết được, mặc một thân áo đỏ đi đến trước mặt anh. Câu chuyện đến đây là hết, bạn nào thích có thể đi tìm xem. Bye bye!